Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Sindino. Và đây là cái bộ sưu tập khủng long có màu vàng phần 2. Ở cái video này chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái bạn khủng long có cái màu vàng hoe như thế này. Ok, cùng với mình kiểm tra ngay lập tức đây là những bạn khủng long nào mà mình đã sở hữu nha các bạn. Đầu tiên phải kể đến những nhân vật bé nhỏ phía bên này, đó chính là một bạn khủng long Ankylosaurus, một cái phiên bản khủng long mini figure mà là một cái phiên bản được nở ra từ một cái quả trứng nha các bạn. Và cái quả trứng này chúng ta có thể là cho các bạn này bỏ vào trong cái quả trứng để bạn ấy có thể nở ra, và khi mở quả trứng ra thì mấy bạn này sẽ nhảy ra như này bạn. Đó, kiểu vậy. Đó, thấy không? Thì bạn ấy sẽ đứng lên như tay mình nè. Đó, nhìn rất ư là này nọ đúng không? Cái con khủng long Ankylosaurus baby các bạn ơi. Nhìn khá là tức cười nha. Rồi, màu vàng. Kế tiếp là một cái con khủng long mà cái phiên bản màu vàng này của mình là một cái con khủng long hồi xưa luôn các bạn ơi. Là một cái con khủng long phiên bản bong bóng đó. Đó, thì mình sẽ sử dụng là một cái cây đậu thổi nha. Đó là cái cây thổi nha, mình sẽ thổi cho các bạn xem. Chờ mình một chút xíu nha, để mình thổi cái con khủng long này lên cho các bạn thấy được cái màu hình sắc cũng như là màu kiểu dáng nó sẽ trông như thế nào nha. Đây nè các bạn ơi, nè. Nhưng mà nó bị xì rồi, trời đất ơi. Cái con khủng long bong bóng này khi mình thổi lên các bạn ơi thì nó sẽ ra cái kiểu dáng như vậy nè. What? Là một cái con khủng long bong bóng khá là tức cười nha các bạn. Nó là cao su co giãn. Nhưng mà cái con này của mình nó bị xì rồi nè. Nó có một cái lỗ đây nè. Đó. Rồi khi mình bóp vô thì nó xì luôn rồi. Cuối cùng là nó xẹp lép vậy luôn các bạn. Nhưng mà cách chơi của nó còn có thể con kiểu khác nữa nè. Là kiểu gì? Mình sẽ sọt cái tay vô vậy các bạn. What? Thì nó sẽ nằm trên tay của mình như thế này. Khá là tức cười nha. Ngoài cái con khủng long mà Triceratops ba sừng này á, thì mình còn có những cái con khủng long khác nữa cũng có kiểu dáng gọi là bong bóng cao su như thế này các bạn. Đó, thì cái con này nó bị xì rồi, hơi tiếc một chút xíu nhưng có cái màu vàng khá là đặc trưng nha. Ok, chúng ta sẽ đến với một cái con khủng long màu vàng khác, mà cái phiên bản này là cái phiên bản của Jurassic World Master nha các bạn. Đây là một cái phiên bản khủng long Snapwatch được sản xuất ở Việt Nam và có series là năm 2019 nha các bạn. Rồi, cái con khủng long Snapwatch này nó có series number ở phần đuôi nè. Đó, các bạn biết đây là con khủng long gì? Nó rất có thể là một cái con Baryonyx nè, hoặc là một cái con Suchomimus. Thì đố các bạn một trong hai cái con đó thì con nào sẽ là tên của các bạn này? Hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Rồi, bạn này có cái màu vàng mít với cái màu nâu ở trên lưng như thế này, khá là độc lạ nha. Rồi, hãy cho nó cắn nó thử các bạn. Cắn thử coi. Đưa cái tay cho nó cắn nè. Cái tay của tôi. Thả ra. Thả ra. Thả ra. Không thả ra nữa các bạn ơi. What? Nhìn khá là tức cười rồi các bạn ơi. Oh man. Rồi, chúng ta sẽ đến với một nhân vật khác mà được chở trên một cái xe. Đây là cái xe của Tomica nha các bạn, bằng thép nè. Là cái xe chở Plesiosaurus Transporter sản xuất ở Việt Nam và có tổng cộng là 8 cái bánh xe nha các bạn. Cái xe là cái đần đầu kéo nè, phía sau là bỏ khung sắt hoàn toàn luôn, khung sắt hay khung thép gì đó các bạn, khá là cứng nha. Rồi, cái con khủng long này là cái con khủng long Plesiosaurus nha các bạn. Ở này nó có 4 cái vây khá là lớn như thế này, và nó có một cái vòi vàng khá là đặc trưng nha. Cổ khá là dài luôn, mà mình có thể gỡ cái cổ nó ra được nếu mình muốn nha các bạn nè. Đó, nhưng mà mình không thích nha. Rồi, mình sẽ cho nó vào vị trí nè. Ở trên cái xe này thì sẽ có hai cái nút ấn để cho chúng ta có thể gắn cái bạn Plesiosaurus này vào và vận chuyển đi, để cho bạn ấy khỏi phải rớt trong quá trình vận chuyển nha các bạn. Khá là độc lạ này, chạy thử coi. Đó, chạy đi luôn. Ok, chúng ta sẽ đến với những cái nhân vật tiếp theo. Và một cái con khủng long, đây có thể là một cái con khủng long Giganotosaurus phiên bản màu vàng mà cái mặt nó hơi bừa nha các bạn. Và nó là một cái phiên bản gọi là móc khóa. Ở cái móc khóa này có ghi chữ Y. Ok, cái màu vàng và màu đỏ mix với nhau khá là đặc trưng. Và đôi mắt của nó bị gọi là lòi ra một kiểu kênh kiểu đó các bạn. Nhìn mình kiểu là không thích được review hay sao đó. Kiểu vậy các bạn, nhìn khá là độc lạ nha. Một cái phiên bản móc khóa khủng long như thế này. Rồi, cái đến là một cái đồ chơi khác liên quan đến khủng long nữa. Và nó cũng có cái màu vàng khá là đặc trưng như thế này. Nó là một cái gọi là cái quạt quay tay. Hồi xưa những cái bạn nào mà thích chơi những cái gọi là trong buổi trưa các bạn, khi mà đi học với trời nắng nóng quá thì chúng ta sẽ cần đến một cái quạt nha. Và cái quạt quay tay thì chúng ta là quạt tay là cái quạt bình thường hồi xưa rồi. Bây giờ nó nâng cấp hơn một chút xíu thì nó có thêm một cái quạt gọi là bằng pin như thế này. Ở trong này nó có một cục pin 1.5V nè, cục pin cỡ lớn lớn xíu bạn. Rồi, ở đây có một nút ấn nha. Phía dưới này là có kẹo ở trong này.
Candy Toy Dinosaur Monster Fan. Rồi, rồi, ở trên này nó là một cái chiếc máy bay có chở một cái bạn khủng long Spinosaurus màu vàng hoàng kim nè các bạn ơi. Trời ơi. Đó, quay, cho nó quay thử nha, mình sẽ ấn nút bạc. Đó, nó cũng có thể quay nhưng mà nó không có được mát như cái quạt tay mà mình hay quay nha. Nó chỉ là cái quạt gọi là kiểu như là cầm giải trí cho vui vậy thôi các bạn ơi, chứ không có quạt, không có mát gì hết trơn. Trời, tóc còn không bay nữa mà. Bay nữa mà. Là một quạt cho lông không bay nữa bạn. Trời đất ơi. Rồi, đó, thì cái máy này là vừa chơi nè, vừa chơi vừa ăn kẹo nha các bạn. Vừa chơi rồi quạt mát mát nè, sau đó ăn kẹo nha. Khủng long thì không có thể phát ra âm thanh được. Rồi, ok. Chúng ta sẽ đến với những nhân vật kế tiếp. Là một cái bạn khủng long cũng có cái màu vàng khá là đặc trưng như thế này. Nhưng mà cái phiên bản này chúng ta có thể chụp X-ray cho nó, chụp X-quang cho nó là ta-da. Là nguyên cái bộ xương, cấu trúc xương ở bên trong của cái con khủng long này nha các bạn. Rồi mình có thể lấy cấu trúc xương ra luôn. Đó. Oh yes. Và đây là cái con khủng long mà cái phiên bản Haptoy nha các bạn. Ở trong những cái phần skin là cái phần da phía ngoài, nó sẽ có đính kèm một cái thanh kim loại. Thanh kim loại này sẽ giống như cục 500, nó sẽ hít vào nhau như thế này. Đó. Đó. Thấy không? Đó. Thì nó sẽ tự động hít lại nha các bạn. Và nó không có rớt ra được nha. Mình cầm kiểu gì nó cũng không rớt luôn, lắc lắc cũng không rớt luôn. Trừ khi mình chọi đi thì nó mới rớt nha các bạn. Nhưng mà đồ chơi thì không ai ném như vậy nha. Ok, chúng ta phải để cho nó một cách gọi là đàng hoàng nha. Rồi, những cái gương mặt xa xăm ở phía đằng này thì có thể đây, một cái bạn màu vàng khác là cái bạn Allosaurus. Phiên bản này là phiên bản nhựa cứng PVC nha các bạn. Kiểu dáng của nó là có thể đứng một cách như thế này. Đó, rất là ok la, nhưng mà nó không có được ngã nha. Nhưng mà mình cảm giác khi mà nó chiến đấu với nhau thì nó cũng, con này nó cũng hơi yếu một chút xíu. Cái con Allosaurus này là một cái con khủng long mà mình đã sở hữu được trong cái bộ sưu tập mà những bạn khủng long nhựa cứng PVC đó các bạn. Khá là nhiều những nhân vật khác nhau, mình gom lại trong một cái series ở trong cái video đó, các bạn có thể search lại trên kênh của mình nha. Rồi, phiên bản này có cái khớp miệng thôi. Ok. Còn đây là các bạn Ankylosaurus màu vàng khác, mà cái phiên bản này là nhựa PVC luôn và nó hơi mềm một chút xíu. Ở trong này nó có một cái lỗ này các bạn, thì nhựa này không phải là nhựa gọi là thân thiện với môi trường cho lắm nha. Nhựa này là nhựa bình thường thôi. Và cái con khủng long đuôi búa này, cái kiểu dáng của nó rất là gọi là mạnh mẽ này, so với những cái con khủng long đuôi búa mà cái phiên bản của Mattel nha các bạn. Thì nó hơi yếu, mình nó không có được gọi là mạnh mẽ như cái con khủng long này. Đó, rất ư là chất lượng luôn. Mình thích cái con khủng long đuôi búa mà cái kiểu dáng nó như thế này hơn nha các bạn. Nó có rất là nhiều gai chi chít nha. Cái con của Mattel thì nó không có gai ở trên lưng nó mà lớn như này đâu các bạn. Nó gai nhỏ không à. Nhìn nó không có giống cái con Ankylosaurus cho lắm nha. Nhân vật còn lại ở đây thì mình sẽ lấy cái con khủng long to lớn này đi các bạn ơi. Là cái con khủng long mà Velociraptor, mà cái phiên bản bong bóng đó các bạn. Trời ơi, các bạn nào đã xem những cái clip mà gọi là review về những cái con khủng long bong bóng mà mình đã sở hữu thì các bạn đã sẽ thấy được cái bạn khủng long màu vàng cam này thôi. Rất ư là độc lạ luôn. Cái con Velociraptor này mình phải thổi một cách gọi là hụt hơi luôn thì mới lên được các bạn ơi. Trời ơi, nếu mà nhà bạn nào mà có cái đồ bơm hơi á thì các bạn gắn vào đây nha, sau các bạn bơm lên thì nó sẽ ok hơn. Chứ mà giống như mình mà ngồi thổi bằng miệng chắc chết luôn. Mà mình thổi có một con này thôi đã hết hơi rồi, còn ba con nữa các bạn ơi. Trời ơi, khủng long bong bóng mà phiên bản bơm hơi như thế này khá độc lạ ha các bạn. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đến với những nhân vật kế tiếp. Là một cái bạn khủng long Stegosaurus. Là một bạn khủng long gai nha. Và cái kiểu dáng của bạn khủng long gai này mới giống là cái bạn Stegosaurus ở trong phim nè. Thì bốn cái gai khá là sắc nhọn ở phía đằng sau nè, ở phần đuôi của nó nha bạn. Là một cái vũ khí để giúp cho bạn khủng long Stegosaurus này có thể tự vệ trước những cái bạn khủng long ăn thịt khác, hoặc là những cái mối nguy hiểm khác đến từ con người chẳng hạn. Đó, khá là giống ở trong phim Jurassic World nha các bạn. Ok. Rồi, một cái bạn khủng long khác cũng có cái màu vàng mà đặc biệt nó nổi trội hơn một chút xíu, đó chính là Velociraptor phiên bản của lông vũ này các bạn ơi. Nó là bằng nhựa mà nó có một cái càng ở phía trong này, âm thanh nó kêu chip chip các bạn. Cái kiểu dáng của con Velociraptor này nha là nó khá là giống với cái hình thù mà ở trong phim mà gọi là Prehistoric. Mấy cái động vật mà gọi là thời tiền sử mà trong mấy cái kỷ phấn trắng muộn, trắng sớm các thứ các bạn. Đó, là kiểu kiểu vậy. Thì cái kiểu dáng của con Velociraptor này nó khá là giống với cái phim, mấy cái phim tài liệu đó nha. Phim đó là mấy phim tài liệu đó các bạn. Velociraptor phiên bản có lông vũ thì mới đúng. Còn cái phiên bản mà có ở trong phim Jurassic
Park các bạn, mình cảm giác nó không có đúng lắm nha, tại vì nó không có lông vũ á, nhìn nó khá là độc lạ. Rồi tiếp theo là mình sẽ lấy một cái bạn khủng long này, đây chính là cái bạn khủng long này. Cái màu của nó ngã vàng, mà ngã vàng sắp chuyển qua cái màu nâu cà phê sữa luôn các bạn ơi. Chắc là cái bạn khủng long này thích cà phê sữa hay sao đó. Thì đây là cái phiên bản khủng long từ tính nha các bạn, nam châm từ tính. Đây, ở trong cái chân nó sẽ có mỗi cục nam châm, và ở trong cái phần này cũng sẽ có thêm mỗi cục nam châm nữa. Tất cả những cái chân nó đều có thể gỡ ra được hết nha các bạn. Đây, mình sẽ gỡ hết ra cho các bạn xem. Rồi, kế đến là cái phần cổ mình cũng có thể gỡ ra được luôn nè. Và cái phần đuôi cũng như vậy luôn. Đó, chỉ còn lại một cái body như thế này thôi. Và đây là một cái con khủng long cổ dài của mình nha các bạn. Đó, mình chỉ cần lắp vào những cái thao tác đơn giản thôi. Cái chân lớn thì cho ở phía đằng sau nha, còn cái chân nhỏ cho phía đằng trước. Thì khủng long Brachiosaurus ở cái phiên bản này nhìn khá là độc lạ, là nó có thêm một cái gọi là giống như cái gồ gồ ở trên lưng đó các bạn ơi, như là những cái lông vũ hay là những cái đốt gai lưng đó, khá là độc lạ cái phiên bản này nha. Cái cổ phần đầu này cũng có thể gỡ ra được nha các bạn, nếu mình muốn nha. Rồi đó, một bạn khủng long cổ dài mà kiểu như là nam châm từ tính đó các bạn. Đó, mình có thể tạo dáng và cho nó đứng một cách rất là ok la luôn. Ở cái phiên bản này mình cũng có rất là nhiều những cái phiên bản khác nữa, giống như Spinosaurus nè, T-Rex nè, Triceratops hay là Stegosaurus nha các bạn. Đó, ok. Kế đến ở đây mình sẽ có một cái phiên bản là Velociraptor, mà cái phiên bản này Jurassic Park các bạn. Đó, Jurassic World nha. Đó, series number. À, cái bản này là cái bản Hasbro 2014 hồi xưa đó các bạn. Rồi, xưa luôn. Nó cũng có ba chế độ móng vuốt khá là giống với cái con bạo chúa mà mình đã review ở cái phiên bản khủng long màu cam nha. Đó, ok. Mình cho hai con này chiến đấu với nhau để xem kết quả sẽ như thế nào ta. Ok. Rồi, một cái con khủng long khác màu vàng và màu xanh đen như thế này, nó là cái con khủng long mà từ một cái khối hình lập phương nha các bạn. Nó là cái con khủng long Rubik đó các bạn. Đó, bạn nào chưa xem có thể xem lại clip short của mình đã mới đăng sáng nay luôn. Rồi, cái đến là cái con Therizinosaurus phiên bản có lông vũ, và là một cái phiên bản có khớp nha các bạn. Có khớp đuôi nè, chân, tay và cổ nữa. Đặc biệt, ở cái phần bụng của nó sẽ có thêm một cái chỗ bị chảy xước. Nó là phiên bản Extreme Dam, một cái phiên bản nâng cấp của cái con khủng long có phát ra âm thanh như thế này. Ok. Đây là một con Velociraptor phiên bản có lông vũ và có pin nha các bạn. Nó nâng cấp từ cái phiên bản khủng long rằn ri mà mình đã review. Các bạn có thể xem lại cái bộ sưu tập đó nha. Lại hai nhân vật ở đây. Nhân vật này chính không ai khác chính là Pentaceratops nha các bạn. Ở phần đuôi nó sẽ có hai cái phần lưng, nó sẽ có hai cái nút ấn. Cái nút ấn thứ nhất mình sẽ ấn nè, thì cái phần đầu nó sẽ hất cái đối thủ lên nè. Đó, kiểu vậy các bạn, hất đối thủ lên vậy nè. Rồi xong, con mồi sẽ bị ngắm vào hai cái sừng của nó như thế này và lủng bụng nha các bạn. Rồi, kế đến là hất con mồi xuống, hất con mồi xuống nằm phía bên này. Thì cái nút thứ hai nè, nó sẽ xoay người nha, xoay người để đá con mồi đi. Đó, lắc lắc con mồi cho nó rớt xuống, hỏi đậu trên cái sừng của nó nữa. Rồi chưa, đây là cái con Pentaceratops phiên bản Dino Escape từ Jurassic World Mattel mình đã săn được trên mạng nha các bạn. Nó không có một cái gọi là cái khóa mõm ở trên đầu của nó nha. Ok, nhưng mà cách chơi cũng như cái thao tác của nó cũng rất ư là này nọ. Cuối cùng là nhân hai cú cắn, không ai khác chính là khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex phiên bản Dino Tracker. Mình đã giới thiệu ở những cái clip gần đây nhất của mình về cái phiên bản khủng long Dino Tracker này. Đây là các bạn khủng long bạo chúa mà mình đã cho bạn thấy ăn thêm một cái cục thịt như thế này. Vì bạn ấy là một trong những cái bạn khủng long mà mình khá là yêu thích. Đây là cái phiên bản Dino Tracker khá là dữ tợn nha các bạn, một bạn Rexy, phiên bản mẫu mới 2023 luôn. Rồi, cái phiên bản này thì có cái mã quét ở trên lưng như thế này, các bạn có thể quét được nha. Rồi, cái đó là cái nút ấn ở trên lưng của bạn này, thì nó có thể là gỡ cái tracker này ra một chút xíu nha. Rồi mình sẽ ấn nút nè. Đó là một cú cắn nha các bạn. Nghe âm thanh của nó một cú cắn nha, thêm một cú cắn nữa. Đó, mình ấn hai lần, có nghĩa là double ấn, double click nó, thì cái đầu nó sẽ xoay theo hai chiều khác nhau. Đó là lý do tại sao cái phiên bản này được loại là cái phiên bản nhân hai cú cắn với phiên bản khủng long bạo chúa từ Dino Tracker, phiên bản mới hoàn toàn luôn. Rất ư là chất lượng nha các bạn. Các bạn nên sở hữu các bạn khủng long bạo chúa Dino Tracker này. Đó,
tất cả các dòng khủng long của Mattel, và đặc biệt cái phiên bản này là cái phiên bản mà gọi là dành cho fan thực sự luôn nha các bạn. Mình khá là thích cái phiên bản này luôn vì nó tính chất của một cái bạn khủng long bảo chúa là nó sẽ cắn lật qua lật lại nè, sau đó nó mới nuốt vào bụng thì nó mới đúng nha các bạn. Đó, chơi rất là vui và khá là chất lượng luôn. Ok, good boy, cho một cái cục thịt nè, ăn đi. Và đây là toàn bộ những cái bạn khủng long có cái màu vàng hoe, vàng khè ở cái phần 2 này. Có rất là nhiều kiểu dáng và màu sắc cũng như là cách chơi nè. Và có những cái thao tác khá là độc lạ ở những cái phần này nha các bạn. Rồi, bạn thích cái bạn khủng long nào nhất trong cái bộ sưu tập này? Hãy để lại bình luận cho mình biết. Đừng quên ấn like và subscribe cũng như là follow kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.